TV. Và trước khi vào video, các bạn cho tôi một like, một subscribe cũng như là cho mọi người đang xem tốt tim nha. Và hôm nay chúng ta đã trở lại với Minecraft, nhưng mà tụi mình đã ở trên một cái hòn đảo hình tròn này các bạn ơi, rất là tròn luôn. Ủa, cái hòn đảo nhỏ vậy? Ừ, đúng rồi ha, sao hòn đảo mình nó nhỏ tí luôn các bạn, chỉ vừa cho bốn người tụi mình đứng luôn nè. Ủa nhưng mà chật vậy làm sao mình sinh tồn trên đây bây giờ? À, cũng đúng đó, hơi chật các bạn vậy. Ui từ từ, nhưng mà trên đầu của mình nó có một cái thanh gì kia các bạn thấy không? Có một cái thanh tên là mở rộng kìa, mọi người thấy không? Tôi nghĩ nếu mà cái thanh đó đầy thì cái chỗ này nó sẽ mở rộng ra cho chúng ta đó mọi người. Nhưng mà quan trọng làm sao cái thanh đó đầy được bây giờ? Sao tiện trời tối rồi kìa, bắn zombie bay hả là sao? Tôi cũng có cung tên luôn rồi nè mọi người. Ôi nhưng mà bắn zombie bay là sao? Từ từ. Ôi, mọi người ơi, nhìn xung quanh kìa, có những con zombie nó đang bay lên trời. Mấy con zombie nó có cánh kìa, nó đang bay tới bên kìa. Bắn tụi nó đi mọi người. Mày nè con, mày nè con. Ôi ôi, mày nè con. Bắn tụi nó đi mọi người ơi. Mỗi lần mình bắn là cái thanh mở rộng hết tăng lên. Đúng rồi các bạn ơi, khi mình bắn được một con zombie thì cái thanh mở rộng của mình nó sẽ tăng lên. Vậy có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta là phải bắn những con zombie này, và sau khi bắn càng nhiều thì hả, cái chỗ này nó sẽ mở rộng đó mọi người. Đâu còn con nào lại đây, lại đây nào. Tụi nó bay lên đó kìa mọi người, bắn zombie được rồi. Lần đầu tiên tôi thấy zombie có cánh luôn đó các bạn. Mày nè con bắn lên. Ui giời, bay tới chỗ mình kìa. Rồi, mày ngồi mày lại đây. Mày ngồi mày lại đây. Ui ui, mày nè. Wow, cái thanh mở rộng mình nó sắp đầy rồi kìa mọi người, cố lên nào. Tụi nó bu động quá vậy coi trời ơi. Lần này quá trời là zombie luôn kìa mọi người. Nó tới kìa, nó tới kìa. Mày ơi, bắn nó đi. Nó tới đâu quá kìa. Mày nè con, mày nè con. Ui giời, mày nè con. Coi tránh ra, tránh ra. Nó bu vô cái đảo của tụi mình kìa nó ơi. Coi chừng, coi chừng. Nó bu vô nó đánh tôi kìa nó ơi. Chết rồi. Cái đảo của mình nó bị à, tụi này chiếm rồi. Tránh ra, tránh ra. Ôi giời ơi. Sao tụi này bây giờ nó đông quá vậy trời ơi. Tiêu diệt hết mấy đứa này trời, càng ngày nó càng đông kìa các bạn, nguy hiểm quá. Thôi mọi người, chúng ta phải bắn thiệt là sớm, nếu không tụi nó mà tới gần là tụi mình sẽ rất là khó đánh luôn đó mọi người. Ok, bắn mày sớm này, bắn mày sớm này. Mày còn à, mày ngồi mày. Mày nè, mày nè. Bắn nó đi mọi người, bắn càng sớm càng tốt, đừng cho nó tới cho tôi. Mày nè con rồi, đừng cho nó tới, không có tới gần mình mới bắn rồi, mình phải bắn sớm các bạn à. Mà chúng ta không được đợi nước tới chỗ rồi vậy. Ui, chúng ta sắp đây rồi kìa mọi người, tôi gà nghĩ chỉ cần bắn thêm một vài con nữa là chúng ta sẽ mở rộng được chỗ này đó. Đâu còn con nào? Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, còn con nào đâu? Còn ủa bên này có mày nè con. Ui, hình như là cái thanh ơi, đây luôn rồi kìa mọi người. Chúng ta thắng rồi mọi người ơi. Và cái thanh mở rộng của chúng ta nó cũng đầy luôn, đồng nghĩa với việc cái đảo này của chúng ta nó sẽ mở rộng ra nè. Wow, và cái đảo chúng ta nó đã vừa mở rộng thêm nữa rồi kìa mọi người ơi. Wow. Như này nó mới rộng chứ các bạn ơi, trời rộng đã quá anh em mọi người. Đó, nó bự hơn hồi nãy rất là nhiều luôn. Như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng sinh tồn ở trên này hơn rồi. Mà như vậy vẫn còn nhỏ quá kìa, sao mình xây nhà được? Ồ cũng đúng ha mọi người, cái này nó vẫn còn nhỏ để mà chúng ta có thể xây được một căn nhà. Mọi người bây giờ mà xây hả, chắc hả được một căn nhà nhỏ xíu không biết ai ở ai nhịn luôn các bạn à. Nên là tôi gà nghĩ mình còn phải mở rộng cái chỗ này ra thêm nữa các bạn. Ui, nhưng mà hình như cái thanh mở rộng của chúng ta nó lại tụt xuống rồi kìa. Vậy có nghĩa là chúng ta sắp có nhiệm vụ mới để mở rộng nơi này ra đó. Đánh zombie hả? Ủa là sao? Hồi nãy là mình vừa bắn zombie, bây giờ lại là đánh zombie à? Ui, nhưng mà zombie thấy gì đâu, đâu có thấy con zombie nào đâu trời. Ủa có lộn không vậy mọi người? Ủa? Ủa đâu có thấy con nào bay lên. Ok vậy. Ui, ui, là ui, con zombie nó đang bò lên kìa mọi người, nó chạy lên kìa. Bay nè con. Ôi ôi, thì ra là có những con zombie nó đang trèo lên kìa mọi người. Trời ơi, bên tôi có một con này mọi người, có không vậy? Mọi người có không vậy? Đây 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 nè. Đây đây con. Đâu đâu đâu. Ui ôi, zombie nó trèo lên từ rất là nhiều phía luôn kìa mọi người. Ok ok ok, để tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Chúng ta phải đánh những con zombie nó đang trèo lên hòn đảo của chúng ta như thế này đó mọi người. Mày nè con, lên lên. Ôi ôi, bên kia có, bên kia có. Ôi, cố lên mọi người. Để mình xử cái con này trước rồi. Mày nè mày nè mày nè mày nè mày nè. Ok mọi người. Ôi trời ơi. Sao rồi mọi người, ổn không mọi người? Ok. Lên đồng quá. Sao cái gì? Ôi nó lên một lần bốn con luôn nè mọi người. Mày nè con. Ôi càng ngày tụi nó bò lên càng đông đó các bạn. Cẩn thận. Ôi giời, bên tôi cũng thấy cũng khá là đông nè mọi người. Mày lại đây, mày lại. Ôi nó lên liên tục luôn nè. Ôi có một con nó lên. Mày nè con. Trời ơi, càng ngày nó càng đông kìa mọi người. Nhưng mà cái thành mở rộng của chúng ta nó cũng đang tăng lên. Cố gắng hả, ráng chịu một chút nữa thôi để mình hả đánh mấy cái con zombie nó đang trèo lên như thế này. Ôi giời, nó trèo lên kìa. Mày trèo lên mày ơi. Con tiếp theo này tôi xử mày luôn. Đây đây đây. Mày nè con. Ôi chết rồi, mọi người sao con lên đây rồi. Cái gì cơ? Ôi trời ơi, có một con nó trèo lên được kìa mọi người. Nó đánh tôi kìa. Trời ơi Huy nó mày. Trời đất ơi, mày canh cái kiểu gì vậy Huy nó? Ôi nhưng mà chúng ta tiêu diệt được nó và cái thanh mở rộng của chúng ta đã đầy luôn rồi mọi người ơi. Wow! Trời sáng luôn rồi kìa. Ôi vậy có nghĩa là chúng ta sắp được mở rộng đảo rồi đó mọi người ơi. Wow! Không biết lần này nó sẽ mở rộng tới mức nào nha. Wow, và cái chỗ của chúng ta nó cũng đã mở rộng hơn rồi nè. Đảo hình tròn của tụi mình
nó đã rộng rãi hơn anh em mọi người, nhưng mà nó vẫn chưa bự tới mức để tụi mình có thể xây được một căn nhà trên đây, đúng không mọi người? Nó vẫn còn khá là hẹp đó, nhưng mà ít nhất là nó đã rộng hơn hồi nãy rồi đó mọi người. Để lỡ mà mấy con zombie nó tấn công tụi mình hả, có chỗ để mà đánh nó, nếu không tụi mình bị đẩy xuống dưới thì sao, đúng không mọi người? Và cái thanh mở rộng nó lại xuống nữa rồi kia mọi người. Vậy có nghĩa là chúng ta sắp có nhiệm vụ mới để mở rộng chỗ này nữa đó. Xây bẫy bảo vệ đảo hay là sao? Cái gì vậy, trời lại tối rồi kìa. Nhưng mà mọi người có để ý không, sao lại có bốn cái hang động gì nó xung quanh cái đảo chúng ta kìa mọi người, và còn có những cái đường đi đó. Không lẽ nào đó chỉ là những nơi mấy con zombie sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ phải xây những cái bẫy để bảo vệ đảo mình sao? Nhưng mà zombie khi nào nó sẽ xuất hiện chứ? Đúng rồi, khi nào zombie sẽ xuất hiện? Hình như góc trái của chúng ta nó có khoảng thời gian đang giảm xuống kìa mọi người. Chúng ta chỉ có một phút để xây đảo và nó đang đếm ngược kìa mọi người. Chúng ta phải nhanh lên thôi, để tôi gà xây ra. Tôi gà xây bẫy bên này nha, tôi gà bên này nha, tôi gà bên này nha. Mọi người hãy chọn một vị trí và xây bẫy lên trước khi hết thời gian, zombie nó sẽ xuất hiện đó mọi người. Xây bẫy chính là nghề của tụi tôi rồi, đúng không các bạn? Đây là tôi vừa làm một cái con robot tô gà cầm kiếm kim cương và nó xoay như thế này nè. Để xíu nữa những con zombie mà đi vô thì nó sẽ bị những tô gà này dùng kiếm chém luôn. Và tô gà đặt tổng cộng là 4 con tô gà cầm kiếm luôn nha mọi người. Và để xem xíu nữa những con zombie nó có thể vượt qua được những cái bẫy của tôi không nha. Đó, và đây chính là những cái bẫy của tô gà. Mọi người thấy có xịn không thì đừng quên comment bên dưới nha. Còn những người còn lại, mọi người đã xong chưa vậy? Huy đắp bẫy mày xong chưa? Xong rồi đó. Huy đắp sử dụng những cái bẫy gai sao cũng xịn đó. Còn chị Nabi, thì sao? Sử dụng bẫy Nabi cầm kiếm nè tô gà. Cũng xịn đó. Trời ơi, Nabi cầm kiếm chém xuống kia. Rồi còn Jack VN sử dụng cái gì? Cái gì mà lửa dữ vậy? Đây chính là tinh linh lửa của tôi đó. Thì ra đây chính là những con tinh linh lửa của Jack. Trời, nó đập xuống kìa, ghê dữ chưa. Nhưng mà thời gian cũng hết luôn rồi kia mọi người. Vậy có nghĩa là zombie nó chuẩn bị xuất hiện và tấn công vô đảo của chúng ta đó. Để xem những cái bẫy này nó có thể hả vượt qua được không nha. Con bẫy trước kìa tao gà. Những con zombie nó đã đi vô đường của mình rồi kìa. Nhưng mà không sao, nó đang bị dính lại bởi những cái con robot tô gà đang xoay. Đúng rồi. Nó đang bị hạ dùng kiếm kim cương đánh rồi. Nhưng mà tụi nó vô khá là đông kìa, bảo dưới cái gì mà đông vậy. Đúng rồi, đánh tụi nó đi. Nhưng mà nó đã bị cái con tô gà kia nó xoay, tụi nó rớt hết rồi kìa các bạn. Nhưng mà càng ngày tụi nó vô càng đông kìa bạn. Hình như có một vài con nó sắp qua được kìa. Cái gì mà đông quá ơi. Có một con đi qua được rồi kìa. Nhưng mà không sao, vẫn còn những thằng tô gà khác xử lý nó kìa các bạn. Nó bị đánh bại luôn rồi. Một con khác qua nữa kìa. Nhưng mà không thể nào vượt qua được bảy tô gà đâu. Rất là nhiều con rớt và những nhiều con đang bị đánh bại được kìa bạn ơi. Đúng rồi, nhưng mà không vượt qua được 7 tô gà các bạn. Vậy coi như 7 của tôi có thể đánh bại được tôi. Ôi trời ơi, có 3 con qua kìa, được rồi, để coi 3 con này làm gì vậy. Ôi bị đánh hết xuống rồi kìa. Hết luôn rồi. Rồi, còn những con cuối cùng này liệu 7 tô gà có thể hết được không này? Có một con lại qua được nữa kìa. Rồi, để coi, mày đúng rồi, đánh nó đi. Đúng rồi, trời ơi, tụi nó không qua được luôn. Vậy là bẫy của tô gà thành công rồi. Tuyệt vời quá đi à. Tới lượt nó qua bẫy của Jack kìa coi. Để coi những con tinh linh lửa của Jack có thể làm được gì không này. Để tôi tới rồi tôi coi đây. Những con tinh linh lửa nó đang dùng sức mạnh của lửa nó đánh kìa. Hai quay hợp lý, đẩy nó xuống đi. Đúng rồi. Mấy con zombie nó. Mấy con zombie hả, liệu nó có thể vượt qua được không nè? Nó còn không đánh lại nổi nữa. Ghê vậy. Vậy Jack nhiều khi cũng có thể vượt qua được đó các bạn ơi. Cái gì vậy? Sao như con của Jack đã bị đánh bại rồi. Trời, còn hai con còn lại nữa. Nếu có thể qua không? Trời ơi, một con nó đã vượt qua nữa rồi. Vậy là Jack vẫn còn hai con tinh linh lửa để có thể tiêu diệt hết lũ zombie. Để coi lần này Jack có vượt qua được không nha. Lần này có vẻ đông kìa Jack ơi, hơi bị đông đó nha. Được chứ, được. Một con lại qua được kìa. Để coi tinh linh lửa của em chứ. Đánh đi, đúng rồi, đánh nó đi. Có lên nào. Ôi, liệu nó có bị đánh bại rồi. Vậy là Jack thành công rồi. Thành công rồi kìa, wow. Được rồi, người tiếp theo đó chính là bẫy của chị Nabi. Để xem sao đây. Ui, hình như là vô của chị kìa tao gà. Tụi nó bắt đầu vô của bẫy của chị Nabi rồi kìa các bạn. Và những cái thanh kiếm của chị Nabi đang ngăn chặn của này. Đúng rồi, các bạn nhìn kìa. Bẫy của chị Nabi xa rồi. Một cái là mấy con zombie nó rớt hết luôn kìa coi. Đúng rồi. Các bạn hãy cổ vũ cho chị Nabi bằng cách bình luận bên dưới nha mọi người. Trời. Cũng xịn đó. Nhưng mà để coi tụi nó có vượt qua được không nha. Cũng ghê. Ôi, càng ngày tụi nó vô càng đông kìa bạn. Để coi tụi nó có thể vượt qua không nha. Hay quá vậy, tụi nó té hết luôn kìa. Không một con nào có thể vượt qua được luôn. Trời, chị Nabi có tổng cộng là 4 Nabi. Có một con qua được kìa. Con này có vẻ. Nhưng mà nó bị đánh rồi, nó bị đánh lại rồi. Nó vẫn còn cái kiếm. Rồi luôn. Vậy là chị Nabi cũng thắng luôn rồi.
rồi, tuyệt vời, tuyệt vời. Vậy là cũng ghê, cũng ghê. Vậy là Tô Gà, Dắt và Nabi đã vượt qua. Để coi Huy nấp tay bảy thì sao nha. Tất nhiên là qua được rồi. Mày không biết ta là chùm say bảy hả? Chùm say bảy á, thiệt hả? Ok, rồi để coi Huy nấp làm được không nha các bạn. Hình như nó bắt đầu vô của Huy nấp rồi kia các bạn. Để coi những cái bảy gai của Huy nấp liệu có thể vượt qua được không bạn. Ủa, nó quay đi rồi. Sao nó qua dễ vậy? Ôi, Huy nấp ơi, sao mà đâu tụi nó đi qua dễ vậy? Huy nấp ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Rồi luôn, trời ơi, cái bảy mày xịn như cho lại tụi nó xuống, lại tụi nó xuống, lại tụi nó xuống. Ôi trời ơi, Huy ơi, sao mày mày say bảy gì kỳ vậy trời? Chùm say bảy dữ chưa? Trời ơi, sao tụi nó qua dễ quá vậy? Anh em, dùng vũ khí đánh tụi nó đi. Ôi trời ơi, mày nè con. Ôi trời, cái này là mình phải tự hả? Dùng bảy hả, chạy bằng cơm luôn các bạn, là tụi mình nè. Trời ơi, Huy ơi, là Huy, sao mày say bảy gì kỳ vậy? Trời ơi, trời ơi, qua được gì? Nó bỏ qua hết những cái gai, nó đi qua luôn rồi kia các bạn, là chùm bảy vậy. Trời, để tôi phụ lại, phụ mấy cái bảy của Huy đó. Huy nó đánh đảo xuống, đá nó xuống đi, đá nó xuống đi, bảo vệ cái đảo chúng ta, nếu không là tụi mình sẽ thất bại đó. Còn một chút xíu nữa thôi. Ôi ôi, tụi nó mạnh quá, tụi nó mạnh quá. Rồi những con cuối cùng kìa, trời, nó đi qua những cái gai mà không có hề hấn gì luôn á. Mày nè con, mày con, mày nè con, đánh nó đi Huy nó ơi. Dắt ơi, mày nè, mày nè, mày nè, mày nè con, mày hay cha. Wow, được rồi. Và cái thanh mở rộng của chúng ta nó cũng đã tăng lên được kìa mọi người. Wow, nó đầy luôn rồi kìa. Wow. Mở rộng ra hơn nữa rồi nè mọi người. Wow. Rộng dữ rồi. Bây giờ nó rất là rộng luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, như này thì chúng ta có thể xây nhà được ở trên này luôn đó mọi người. Bây giờ nó cái vòng tròn nó rộng ra hơn rất là nhiều luôn nè. Để chúng ta thử xây một căn nhà trên này cho các bạn xem nó rộng tới cỡ nào nha. Rồi xây này nè mọi người, chúng ta sẽ xây một căn nhà thiệt là xịn luôn nha anh em ơi. Trời đất ơi, đúng là càng ngày cái này nó sẽ càng mở rộng để chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn đó mọi người. Xong cái nhà rồi nè anh em ơi. Một căn nhà rất là đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ mở cửa ra và đặt vô những cái hả vật liệu như là giường này đó. Mình sẽ đặt giường của Tô Gà nè, giường của chị Nabi nè, của Dắt nè, của Huy Nấp nè. Quá trời giường. Ủa, đúng rồi. Nhưng mà nhắc mới nhớ, nãy giờ chị Nabi đâu mất tiêu rồi mọi người. Nãy giờ mãi xây nhà quên để ý chị Nabi luôn các bạn. Nhìn nó ngoài kia. Wow, chị Nabi đang bị cái con zombie bắt kìa, đứng lại đâu. Trời ơi, con zombie. Nó nhảy vô rồi. Nó nhảy vô trong cánh cổng đưa chị Nabi đi luôn rồi kìa mọi người. Cái gì vậy? Rồi xong luôn. Chết rồi, giờ phải làm sao đây mọi người, chị Nabi bị bắt rồi. Nãy giờ mãi xây nhà các bạn ơi. Vậy chúng ta đi vô cánh cổng đó cứu chị Nabi ơi, Tô Gà. Chỉ còn cách đó thôi mọi người, chúng ta cùng nhau đi cứu chị Nabi thôi nào. Để ta bắt lóc qua cho nè. Ok, nhanh lên Huy Nấp ơi, trước khi chị Nabi bị chuyện gì đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô trong này, không biết cánh cổng này nó sẽ dẫn đi đâu nè mọi người. Rồi chúng ta cùng vô thôi. Hay cha. Huy Nấp đã đi vô cánh cổng và nó đưa tụi mình tới đâu vậy mọi người? Sao đây có mấy cái đầu zombie gì nè mọi người? Hình như đây chỉ là thử thách zombie đó mọi người à. Cái gì? Vậy là chúng ta muốn cứu được chị Nabi, chúng ta phải vượt qua những cái thử thách ngay sao? Ui, hình như là chúng ta có thể bắt được lên những cái đầu này nè Huy Nấp ơi. Nhưng mà cẩn thận nha, những cái đầu này nó di chuyển đó nha. Từ từ để tôi coi, nó xuống nè. Ok, đợi lúc đó chúng ta chuẩn bị nhảy nha Huy và Dắt ơi, chuẩn bị nhảy thôi tôi nè. Ok, bây giờ đợi nó lên này. Rồi bây giờ đợi cái đầu nó lên. Rồi chúng ta nhảy nè, nhảy thôi. Ok, đợi cái đầu xuống. Ui, nhảy qua đây. Ui, nhảy qua. Nhảy qua tiếp nè. Ui trời ơi, qua đây. Nhảy liên tục luôn á, nhảy liên tục luôn. Phải nhảy liên tục đó mọi người. Ở đây không có đầu, ở đây không có đầu. Ok ok. Bây giờ ở đây trước mặt chúng ta có hai cái đầu kia, bây giờ chúng ta nhảy vô cái trước mặt nó đi. Ok, bây giờ để nó lên nè. Rồi nó lên, nhảy qua. Qua đây nè. Ok. Rồi, bây giờ cái tiếp theo. Ok, bây giờ mình sẽ bỏ qua cái này nè. Được rồi. Nhảy 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 anh em ơi, nhảy. Hay cha. Ok. Úi giời ơi. Ok. Rồi tiếp tục lại nhảy luôn mọi người. Ui ui, cái này để nó lên. Rồi, nhảy qua đây. Nhảy qua nè. Wow. Ôi giời. Được rồi. Trời đất ơi. Mấy cái đầu nó cứ lên xuống nó khó thiệt chứ cậu. Còn cái này là cái gì đây? Ủa, cái gì đây? Ui, cái gì vậy? Water drop à? Ô, vậy là bây giờ chúng ta phải nhảy xuống cái hang nước kia kìa mọi người. Nhưng mà xung quanh sẽ có những con zombie cầm kiếm đó, nếu mà chúng ta nhảy hụt là sẽ bị tụi nó xử luôn đó. Giờ là sao? Nhảy trước cho nè. Ok, cố lên nhau đi đó, vô cái chỗ nước đó nha. Nhảy nè. Wow. Ui, Huy Nấp làm được rồi kìa, cái gì đi mọi người. Tới tôi đại hải chào. Con Dắt thôi, cố lên Dắt ơi, cố lên. Các bạn hãy cổ vũ cho Dắt Bia nha. Tôi xin làm được đó mà. Wow. Trời đất ơi, Dắt ơi, Dắt rớt rồi. Chị là còn hai chúng ta hả Tô Gà? Đúng rồi, Dắt đã bị loại khỏi thử thách rồi các bạn. Dắt nhảy gì kỳ thế chứ. Thôi, nhưng mà hồi nãy nhảy hụt xuống là gặp mấy con zombie này cũng ghê đó các bạn. Rồi, đi tiếp tôi đó mày. Ôi, cái này cái gì? Ôi, cái gì đó vậy? Sao mà ở đây cũng có mấy cái đầu zombie nè. Tô Gà, con chừng kìa. Có mấy con zombie, nó tấn công tụi bên kia. Chạy đi, Huy Nấp ơi, chạy lại, chạy lại, chạy lại. Zombie kìa. Ở đây không có. Ôi, chị ra. Những con zombie nó được triệu hồi đó chị ra. Ôi, chạy lại, chạy lại. Nó được ra tụi bên kia. Ôi, nhảy qua này. Ok, nhảy qua này. Nhảy nhanh lên Huy Nấp. Ok, nhanh lên. Ôi, giữa mấy con zombie nó đang đi theo kêu. Ôi, trời ơi, con này nó thông minh quá. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Đấm nó xuống, đấm nó xuống. Cô lên, đẩy nó xuống đi Huy Nấp. Đẩy nó xuống. Ôi, nó bị kẹt, nó bị kẹt. Xuống nè.
Cố lên, cố lên. Chạy nó xuống được. Rồi, xuống rồi. Rồi, chạy tiếp mà nhanh lên nè mọi người. Trời ơi, hình như những cái đầu zombie đó chính là chỗ triệu hồi zombie đó, coi chừng nha Huy Đức. Chạy luôn á nha, chạy luôn á nha. Rồi, mọi người sẵn sàng cho chuẩn bị chạy nha. Rồi, nhảy qua. Nhảy qua đi. Tụi nó ra, ok rồi, nhanh lên. Ôi, tụi nó ra kìa, coi chừng kìa. Ôi, chạy. Ôi, bên này cũng có một con vừa xuất hiện. Rồi, chuẩn bị đẩy nó xuống, Ok, đẩy nó xuống. Bay đi, bay nè con. Qua được rồi. Trời ơi, sao mà thử ra cái nhiều quá vậy? Okay, gì đây vậy? Cái gì đây? Đây chính là bàn tay zombie. Đây chính là thử thách bàn tay zombie, các bạn nó đang đập xuống từ hai bên kìa. Hình như là chị Nabi đang ở bên kia kìa. Cái gì đó? Ui, đúng rồi kìa. Mọi người, chị Nabi đang bị kẹt ở bên kia. Vậy bây giờ chúng ta muốn giải cứu chị Nabi, chúng ta phải vượt qua những cái thử thách bàn tay này đó Huy Đức. Ok, bây giờ để tôi nhảy cho nha. Ok, đợi nó mở lên nè, rồi chuẩn bị nè. Nhảy lên nè. Hay cha, nhanh Huy Đức ơi, nhảy qua đi, nhảy qua. Ok. Ok, rồi sao nữa? Bây giờ mình sẽ nhảy qua bên này đi. Ok, sắp tới rồi các bạn. Nhảy qua đây nè, cố lên. Nhảy qua đây nè. Trời ơi, cái bàn tay nó to quá này. Đợi nhảy xuống một cái nó mở lên một cái là mình nhảy lên. Ok, nhảy đi. Ôi trời ơi, nguy hiểm. Nhảy qua đây Huy Đức ơi. Chị Nabi trước mặt chúng ta kìa. Tùng giải cứu chị Nabi thế nào? Huy Đức ơi. Ok, let's go. Hay cha. Vậy là giải cứu chị Nabi thành công rồi. Trời ơi, sao vậy chị Nabi? Trời ơi, mấy cái thử thách đó cũng khá là khó đó mọi người. Nhưng mà quan trọng là chúng ta đã giải cứu được chị Nabi rồi. Đúng rồi. Đồng thời chúng ta cũng đã xây xong một căn nhà trên một block hình tròn ngày hôm nay. Đúng. Và rồi, đánh bại thành công những con zombie đó mọi người. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Các bạn thấy video này như thế nào, đừng quên lại một like, một subscribe, cũng như cho mọi người đồng xem tốt tim nha. Và nếu các bạn thích mình làm những video về điều gì cũng đừng quên bình luận bên dưới luôn nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye.